tỷ lệ tử vong của virus corona? Theo ông James, một câu hỏi rất căn bản nhưng lại rất khó để trả lời. Thật quá đơn giản khi lấy số người chết chia cho các trường hợp đã nhiễm bệnh để ra tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, chúng tôi đang ở giữa vụ dịch và hàng ngàn bệnh nhân vẫn đang được điều trị. Chúng ta không biết họ có qua khỏi hay không, vì vậy các trường hợp này không được sử dụng để tính toán. Chúng ta cũng không biết rõ là có bao nhiêu trường hợp bị nhẹ và chưa bị phát hiện. Ngoài ra, sự nguy hiểm của virus mới chỉ là một yếu tố trong mối đe dọa của nó. Bệnh cúm giết chết hàng trăm ngàn người mỗi năm, không phải vì nó siêu nguy hiểm mà vì nó có khả năng lây nhiễm đến rất nhiều người. Xin chào mừng quý vị đã quay lại kênh Von Hudeck. Kính thưa cả nhà, virus corona, 213 người chết, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên thế giới vì virus corona. Tuyên bố khẩn cấp toàn cầu của WHO được gửi đến cho các nước thành viên Liên Hợp Quốc mà WHO đánh giá đang có tình trạng nghiêm trọng. Các nước này sẽ quyết định có đóng cửa biên giới, hủy bay, khám người tại sân bay và các biện pháp khác hay không. Nhưng người đứng đầu WHO, ông nhấn mạnh WHO không hề kêu gọi hạn chế đi lại, giao thương với Trung Quốc vì virus corona. WHO không khuyến nghị và thực ra là phản đối mọi hạn chế về đi lại và thương mại, ông nói. Đến sáng 31 tháng 1 đã có ít nhất 213 người tử vong do chủng virus corona mới với 9.692 trường hợp nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã có 98 trường hợp nhiễm bệnh ở 18 quốc gia khác, nhưng chưa có trường hợp tử vong ở bên ngoài Trung Quốc. Hầu hết các trường hợp xuất hiện ở những người đi từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi phát xuất của dịch bệnh. Tuy nhiên, đã có 8 trường hợp lây từ người sang người tại Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ. Trường hợp lây từ người sang người đầu tiên tại Mỹ phát hiện hôm 30 tháng 1, bệnh nhân là chồng một phụ nữ tại Chicago, bang Illinois. Người phụ nữ ở độ tuổi trên 60 vừa trở về từ Vũ Hán và nhập viện. Người chồng không đi Trung Quốc nhưng đã có triệu chứng nhiễm virus từ vợ và phải đưa vào viện. Giới chức Mỹ xác nhận người chồng đã bị lây virus corona. Chuyến bay chở 150 người Anh và 50 công dân EU, đa số là dân Tây Ban Nha, rời Vũ Hán lúc 7 giờ sáng nay, theo giờ địa phương. Dự kiến các công dân Anh này sẽ được đưa tới cách ly trong 14 ngày ở một bệnh viện khi về Anh. Trong diễn biến cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh đóng cửa biên giới vùng Viễn Đông với Trung Quốc để ngăn lây lan virus corona. Lệnh có hiệu lực từ hôm nay, 30 tháng 1. Nghị định cho hay 16 trong 25 cửa khẩu ở biên giới Trung-Nga sẽ đóng từ đêm 31 tháng 1. Đầu tuần này, Nga đã cấm không cho các nhóm du khách Trung Quốc vào Nga. Chuyến bay đưa khoảng 200 công dân Anh về nước từ vùng tâm dịch coronavirus ở Vũ Hán sẽ có giấy phép cất cánh ngày thứ Sáu. Chuyến bay chở 150 người Anh và 50 công dân EU, đa số là dân Tây Ban Nha, rời Vũ Hán lúc 7 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Trước đó, chuyến bay sơ tán công dân Anh chưa thể cất cánh theo kế hoạch cũ là ngày 30 tháng 1, được hiểu là do Anh chưa được Trung Quốc chấp thuận về việc này. Bộ Ngoại giao Anh khi đó cho biết họ làm việc khẩn trương để việc sơ tán công dân Anh được tiến hành càng sớm càng tốt. Khi đến Anh, những hành khách này sẽ được cách ly hỗ trợ trong 14 ngày với tất cả sự chăm sóc y tế cần thiết. Một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết, Bộ Ngoại giao Anh cũng cho biết một số chuyến bay của các quốc gia khác cũng chưa thể cất cánh theo đúng kế hoạch. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc và các cuộc đối thoại đang diễn ra ở tất cả các cấp, một phát ngôn viên nói. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, máy bay sơ tán công dân Nhật Bản từ Vũ Hán đã đến Tokyo hôm 30 tháng 1. Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, chuyến bay thứ hai chở công dân Nhật Bản sơ tán từ Vũ Hán đã hạ cánh xuống Nhật Bản với 9 người có triệu chứng sốt hoặc ho. Chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh hôm 29 tháng 1 và dự kiến sẽ có ít nhất một chuyến bay nữa trong những ngày tới. Ba người Nhật trên chuyến bay đầu tiên được xác nhận là bị nhiễm bệnh. Đài NHK loan tin hôm 30 tháng 1, dẫn nguồn từ Bộ Y tế nước này, dù hai trong số ba người đó không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Hoa Kỳ đã đưa khoảng 200 người Mỹ ra khỏi Vũ Hán. Họ đã được kiểm tra sức khỏe khi đến California. Kính thưa quý vị, các trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu trước đây. Cho tới nay, WHO chỉ mới từng 5 lần tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu. Năm 2009, cúm AH1N1 làm chết hơn 200.000 người trên thế giới. Năm 2014, bệnh bại liệt. Năm 2016, virus Zika, khi đó virus Zika lây lan tại nhiều nước ở châu Mỹ. Ebola,
năm 2014 và 2019. Dịch Ebola từng hai lần được WHO tuyên bố là trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu, giai đoạn 2014 tới 2016, hơn 11.000 người chết ở Tây Phi. Năm ngoái, bệnh này lây lan ở Congo. Trang này là một điểm dừng cho tất cả các thông tin và hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới về sự bùng phát của coronavirus mới 2019-nCoV, được báo cáo lần đầu tiên từ Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Vui lòng truy cập trang này để cập nhật hàng ngày. Tổ chức Y tế Thế giới đang hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia, chính phủ và đối tác toàn cầu để nhanh chóng mở rộng kiến thức khoa học về loại virus mới này, để theo dõi sự lây lan và tính độc hại của virus, và đưa ra lời khuyên cho tất cả các quốc gia và cá nhân về các biện pháp bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn sự lây lan của đợt dịch này. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo.